Dạ vậy vị Đức Nhi đã trổ sanh con rồi. Dạ Đức Nhi đã trổ sanh rồi. Dạ chị thì đại chị gái. Dạ dạ Trần Kim Định đẻ được con trai. Trần Kim Định sanh được Hoàng Nam. Dạ Đậu Kim Đồng cũng đẻ được con trai. Đậu Kim Đồng cũng được Hoàng Nam. Dạ xin chú tình yêu đặt tên cho con. Nè mau mau trở lại gia đình. Dạ con của Đậu Kim Đồng đặt tên là Tiến Mạnh. Dạ con của Trần Kim Định đặt tên là Tiến Cộng.
Thank you.
này Hey.